Ở đây là từ kinh Đoạn Dông đi vô phía trong kinh chính nè quý vị. Đường ở đây thì được tráng nhựa. Đây là một trong hai cái đường được tráng nhựa đối với các đường ở trong nội ô của Tân Hiệp đó quý vị, là đường Zero, là kinh Zero với đường kinh chính là được tráng nhựa. Tới cuối kênh là khoảng gần 10 cây, 9 phẩy mấy cây số đó quý vị. Thì đi vô nó ngay bên tay phải thì nó có trường trung học phổ thông Thành Tây với ủy ban nhân dân xã, thì nó nằm ở đây là xã Thành Đông. Hầu như các ủy ban thì nó nằm ở giáp gần quốc, có nghĩa là đầu đầu quốc lộ, gần quốc lộ 80 không, nhưng mà riêng Thành Đông với Thành Đông B thì nó nằm ở cuối kinh. Do đó những cái ủy ban, những cái ấp thì nó thường tính vào từ đầu kinh ra, do đó mà kinh chính, kinh 10 thì những cái ấp A, B thì nó lại là ở cuối kinh chứ không phải là ở đầu kinh đó quý vị. Còn riêng những cái ví dụ như Thành Đông A, Tân Hiệp thì chẳng hạn như kinh 8, kinh 7, kinh 5, kinh 4, kinh 3, kinh 2 thì hầu như là nó ở gần gần đầu kinh hết quý vị. Riêng những cái ủy ban mà nằm ở phía những cái xã nằm ở phía trong á thì nó lại nằm ở thường thì nó cũng nằm ở ví dụ như là kinh 3B thì nó cũng nằm ở đầu kinh, là đầu kinh Đồng Dông đó quý vị. Thì nó đó là ấp Tân Long với ấp Tân An, thì xã Tân An thì nó nằm ở trên kinh Đồng Dông. Thì đã vào lụ vụ mùa là đã cắt lúa chỗ đồng đồng rồi, đã cắt hết lúa chỗ đồng đồng rồi, đã chín vàng rất là nhiều rồi.
Tết đó quý vị, thì cũng sau Tết một thời gian thôi, thì khoảng thì có những cái bác mà buôn bán những cái hàng mà chạy ở trên dọc đường đó quý vị. Ở đây với ở An Giang Tâm thấy cũng có rất là nhiều chỗ buôn bán chạy hàng trên cái trục đường chính đó quý vị. Dưa hấu nè, dưa hấu ở đầu giữa giữa kênh và cuối kênh này thì ngay gần ủy ban thì cũng thấy có nhiều bà con cũng bán dưa hấu. Đường này thì bà con chạy nhiều hơn so với mấy cái trục đường kia, tại vì ngay đường vào ủy ban xã đó quý vị. Cái những cái đường kinh đó thì ít có những cái cây xăng lắm, nhưng mà ở đây thì có một cái cây xăng ở cuối kinh nè quý vị. Chỉ có ở đây với ở trên kinh Zero là có những cây xăng thôi quý vị. Do đó nếu mà quý vị có đi thăm nhà thì nhớ đổ xăng đầy đủ nha, tại nếu không đi giữa kinh thì nó nếu mà hết xăng là trường hợp này hơi khó một chút. Mình có thể xin xăng của các cô bác ở dọc đường không biết có cho hay không. Ở đây những cái ruộng lúa đã chín vàng hết rồi quý vị. Trực thuộc và ấp kinh 9A đó quý vị.
đi gần tới cuối kinh rồi đó mấy bạn. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo ạ. Về các con kinh mà ở Tân Hiệp nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, năm mới thì kính chúc quý vị và mọi người cùng gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị.